Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng người đồng cấp Qatar, Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle cho biết cả Đức và Qatar đều bị sốc và lo lắng trước những diễn biến bạo lực tiếp diễn tại Ai Cập, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo Ai Cập khởi động lại các cuộc đàm phán với phe đối lập để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Chúng tôi đặc biệt lo ngại khi chứng kiến những vụ tấn công nhằm vào người Công giáo và các ngôi nhà của người Công giáo tại Ai Cập. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động bạo lực chống lại người Công giáo và các công trình của người Công giáo. Chúng tôi mong muốn có một sự bảo vệ hiệu quả đối với cộng đồng người Công giáo. Trong khi đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cùng ngày cũng đã lên án các cuộc đụng độ dữ dội ở Ai Cập và chỉ trích hành động tham gia vào cuộc đấu súng tại nhà thờ Hồi giáo Al-Fateh ở Cairo của quân đội chính phủ. Trong một thông báo chính thức đưa ra ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng hỗn loạn ở Ai Cập, đồng thời kêu gọi chấm dứt các cuộc biểu tình bạo lực và việc sử dụng vũ lực quá mức để xử lý các cuộc biểu tình trước đó.